no, 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 no. I won't stop. Già đâu, chị mới bán thôi. Sao không? 18 là tự nhiên. Ở đây mới 18 à. 8 cuộc đời thật là bất công, người thì không ai chăm sóc, một người thì 4-5 người chăm sóc. Tại sao em không lau mồ hôi cho chị mà em lau cho Jack và Vanda? Đó, không có gì của chị luôn, còn cái khăn này là của ai xài xong rồi để đây luôn. Chị cầm đó, cái gì nè, cái này của ai nè? Trái này của chị Ngọc luôn nè. Em ơi, em là cái thứ mà chị thích nhất nè. Chị già đâu, chị mới 38 thôi. Sao không? Chị mới 38 thôi mà già đâu mà già. Chị mới 38 thôi mà già đâu mà già. Trời ơi, chị cũng còn trẻ chán so với anh Giang mấy đứa. Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh điều hiu. Là từ hôm nay mới 18 à, cách đây 10 năm đâu, cách đây 10 mấy năm, 13, 14 năm đúng. Chị phải ngọc trẻ mà, mặt ngọc trẻ mà. Thôi em thấy 5, 6 là nhiều quá trời. Em nói là chị Ngọc là giống 25, 26. Không thiệt, 25 là nhiều. Nhiều quá trời rồi. 16, nói lại đi cưng. 16, nói lại đi cưng. 16, nói lại đi cưng. Cái này đoạn này cắt được, nói lại cưng. Nói lại Jack. 8 28 là cũng quá nhiều rồi, chị 35 mà người ta nói chị 28. Chị không sao hết á, chị có tuổi tác đối với chị không quan trọng. Quan trọng là cái ngoại mình chết đó chị. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé.